chia sẻ nhung nhớ bụi hà xa đỡ lại mình đã mùi nhớ thương đã giờ bụi hà bi được lời nhớ đường bao nhiêu gian nan khó gió sương mà ó sơn nhà đi cũng việc nữa thì lo thề đành nơi đốn vắng xa xôi nhà rèn y chỉ thăm người mà pháo quang nhà đi ô lỡ mặt tặng hơ chi cho mình khi nhớ khi nó quên người nhà quân ơi sức quê nhập mà ngủ con tim mà hướng à về hướng à về na ở quê nhà đời anh cất na bước anh mà anh đi ra thôi à yêu chấp má nhận niềm má đau ngày giao xin à về tay chào anh đi ra xin ở người phận ở nay đỡ như thường của ngày nhau là ơi cho nhàm lá chi nhà đi bùa đôi biệt ly mà ý buồn quê nhớ rồi cứ đi đây nhà ơi nhà đi hôn nó rớt nó cho vui ơi đi mà nghe ở lại khi nói như em đây nhà ơi quê nhà của chú hoàn
nhớ vô khi xong mà em biết khán nàn ai theo bà lệ nhớ đoàn khán nàn sẽ đến chiến trường theo em đầy nhà khán nàn giữa mai suốt đời bên anh ra ủn tí ra có hòa mắt ở nhau nhưng mà thì mỗi tình nhà đó tăng em nhà rầy nhà nhà đi hết nghĩa vụ nhà vừa đổi mình nối lại cuộc ngỡ tình đôi hà ra giờ nhà đi cứ việc mà đi hoàn thành nhà mơ vụ hết nà bên đi mẹ nhà ơi đôi à dư lê có thì rằm mà nằm nhớ vụ cần ná kê bơn nhà đã lửa biên già rồi hãy uống rằm mà nắm nghĩa vụ chưa tròn rồi nhà về uống nước lại chiều lì kê cho nhà rầy nhà mà nằm đời mà ôn na chơi nhà ni mang khổ cuộc đời cho già ra nở ôn ra mà nằm khi nói đời nghĩ cho tin nay nề nhẹ nhà ơi đôi à mình nhớ sum họp bữa ni đôi mình đi đăng kỳ đưa má thì cười nhau đi giờ uống rằm mà nắm uống cứ nghĩ mà nà răng chỉ lòi nhà lê vừ cao băng lãng sơn nền nhẹ nhà ơi nhà ni con dư lời nguyện cho rình hết nghĩa vui nhớ liền vì là quê đó nền ngày nay hết nghĩa vui nhà về chưa nữa ni mình đồ mình rơi bán nhỏ nền nhẹ nhà ơi đừng đua đăng kia nhà ơi
bố mẹ, nó rơi tình trao nên nhé nhà ơi. Nhưng mà nhà em bố mẹ dặn rằng hoàn thành nghĩa vụ nhà việc phải cười luôn rồi về uốn hơi. Những má bố mẹ ở nhà bố mẹ cảm ngò người nhà bên bàng rồi nên nhớ nhớ hãy uốn má đã có người vài cho đến uốn o có đái hoài đi nhảy nửa giờ uốn uốn là ni o có người ở vai khi nói chưa cùng thì nhà về mà thôi nè nhé nhà ơi nhà về đến đùn mặn à nhá nếu mà mặn bồ mẹ mai chưa ngày ấy nhớ nếu mà chưa ngủ nè nhà ơi ba bố mặn à mẹ thưa lời nhát lo ngày ấy nhà ơi thì nhà về đỡ coi bình ra nó thì ở nhà vì đỡ coi bình ra dưới bảo buồn mặn à mi đến thời hỏi cha ra hãy nay ê nhà ơi coi bình nhớ chưa là một ngã ho mặn à ngã biết là chờ là của ngày nhà ơi thì nhà chẳng coi bên là bằng nó khuôn nó vàng đôi hà ra nề ngủ lòng lòng bên nhỏ dõi nhà hơn thì em coi bên lá đong được anh ùn ướt lòng vòng say ra hay ún là một má bố lộ cho bố nhà rằng ngày về là chung cả nhà ai vô chạy rồi nhà ơi ún là ơi chữ đùa chớ chữ đừng 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 mà vui hốt huyệt ủ nhà có người nó bao ủn lì dấu kha khô thân rải ủn hay những ủn ơi cho mấy kha bởi vì
mình đời ý mà ra mà nằm rầy nhà ơi. Hãy à em nhớ chế hồn ơ chế sâu khá cho rình ở bao nhà là chị đi rời nhà na hơi nhớ nghĩ riêng nhớ ni hôm nay chỉ có chị á mơ mà nay mình thôi mày chị mơ đó nếu mà có chị mà na mơ mình phải bảo người hay khá mà để nhớ chơi nên nhớ nhớ cũng là bao cái bù đầu á lúa nó biểu nó khi nó xếp màn cho mình thanh đôi ra uốn thế ai lắng bố họ cho mẹ hàng khả cả chị cả luôn cả làng đã mất tin rồi nhà ơi lại ăn đọc cho rồi nhớ Ún là bao ơi nhớ cát lệ nhớ nhà ruột cả nàng vịt đỡ mà đôi nhà rồi nhà ơi Ún là bao cát lệ nhớ nhà chẳng phải nhốt na vịt nhốt ca mà đợi chăng bởi à vì à lỗ khang cho lỗ nghe lỗ năm nghĩa vụ mười ngày nay về là con nó bao đùn mắn bao nhà đưa đi chim vợ chim ở ba lòng đơn nhị nhà ơi cho rể nhớ hôm nay mang ở mừng ở bật cả bật nó vì để nhà đứng lo chi rầy nhà ơi thôi à cứ ăn nó vòi mòn nó hòn đờ mà xây rừng chót loan trăm năm y an ủi chợ bò nó vội ở chợ mò nó hoan nó bao nó đang hạ con nó nhớ chị nữa rồi nhà nhớ ơi nó đã bị lầm mẹ nhà đi ăn na vòi mòn na hòn rất ngon cơ mà uống bỏ qua răng đặng ngà cái nhớ lại mòn hòn bòi ăn vòi nhớ con răng ngon đi rồi nhớ mình nhà thì ăn hộp mòn
ăn lại mau na thôi lo xa rai uốn thế nắng ngỡ nắng vịt mặn ở cả đồng lê hồ tha mà nhầm mặn ra nỉ nhà ơi thế uốn chỉ chưa lời đời mặt na khai nhá rơi reo xèo cái hột món hòn nhà gió ngỡ lê hột món hòn còn à cả mặn vịt nhá phai lọ đây nhá nhà đi ra mới người đường mặt nó nụn nó rơi mặt là khoảng đi rời nhà ơi cứ đang kể ra nhà đi chỉ có là người ủn à nhớ lê má thôi nô cơm cũng hay thế à la un mà ta nỡ rồi buồn cơm mà khai rồi cơm mà chậm mình buồn hả cô nếu mà anh đi mà mà cứ mà ở trăm còn là uốn cứ mọc nó thì hấp chẳng đi giờ uốn uốn này à, có biển ra dây uốn nó cứ mà mọc uốn ơi cứ mà chẳng rầy nha nhà ăn nó cơm rủ cả đời hay rằng un đầm mà rủ đời mình thôi điều ăn đi ăn uống thế lắng un là ni đi mặn nó chơi nhàn rô nhà thầy á răng á rô chạy á anh bồ na cô nhà ăn á rô nhà thầy á bởi á vì rô nhà nó thôi ngon á hương á hài ủn những á má nhà ơi bu đò đô bao cuộc hãy đô bao hùng giỏi nhà ơi